Hello anh em, hôm nay anime nhà làm sẽ gì review cho các bạn bộ phim về học đường nhưng không lường thường cuốn như phim bom tấn và tụ họp nhiều mầm non giải trí. Mở đầu bộ phim là khung cảnh một vùng đất mà nơi đây chính là thành phố nằm ở phía nam đế quốc Azano. Thị trấn này được khai sinh và phát triển cùng với học viện ma thuật hoàng gia. Bên đường có một ông chú bị đứt tay tóe máu nên cô gái tóc vàng này tên là Zumia chạy đến dùng ma thuật chữa lành vết thương cho lão. Thật ra cô bé này là học sinh của học viện ma thuật hoàng gia nhưng trường có luật cấm là không được sử dụng ma thuật ở ngoài học viện nên cô bé xịt lão nhớ giữ bí mật nhé. Học viện ma thuật không chỉ có bề dày về lịch sử nó còn là nơi nổi tiếng. Để học sinh học hỏi về các ma thuật và tất cả pháp sư nổi tiếng đều là sản xuất từ nơi này mà ra City và Zumi đang trên đường cùng nhau đến trường. Cả hai đang nói về chuyện từ bữa nay sẽ có giáo viên đến thay thế giáo viên cũ. City mong rằng người đó cũng sẽ nhiệt tình như giáo viên cũ của họ dạo phố mà đâu ra từ xa có thanh niên chạy tới sắp tông chúng hai đứa làm hú hồn chim én nên city tạo ra ma thuật đẩy hắn bay lên hẳn trời cao con mẹ nó luôn đúng là buổi đến trường bất ổn rồi hắn đáp cánh xuống bồn nước của trường sẵn tạo ra cầu vồng đẹp vờ lờ định lại xem hắn còn thở không thù bất giác cậu ta đứng dậy phát một tạo nét hot boy bên thác nước tỏ ra rẻ hỏi thăm rồi con ếch chui từ mồm ra vẫn giữ được vẻ lãng tử ấy à bên này hai cô em nhìn muốn há hốc mồm anh đây rất ổn mà là ổn lòi lìa anh ta hỏi hai cô em có sao không đi ra cái đường này nguy hiểm lắm vì do City dùng ma pháp thổi bay người ta nên cô cúi đầu xin lỗi nhưng thanh niên này còn tỏ vẻ ở thì do hai mày mà anh đây có làm gì đau thấy hai em cũng nhiệt tình nhận lỗi nên anh châm trước nói rồi nhìn sang phía Jumi trông có vẻ quen quen rồi sờ mó lung tung xem xét tỉ mỹ hình như đã gặp cô đâu rồi nhưng vẫn bị City cho bay lên trời phát nữa bên này thầy Heli chẳng tin tưởng giáo viên mới này chút nào mới ngày đầu đi dạy mà đã tới trễ nhưng do hắn ta được giáo sư tin tưởng nên đành chịu trong giờ học ở lớp đang ngồi chờ mòn cái đít không thấy giáo viên mới đâu đang nói thì giáo viên mới đẩy cửa ra vào lớp với khuôn mặt thất thần City và Jumi liền bất giác nhận ra ngay tên biến thái ở ngoài cổng trường họ gặp lúc nãy. Anh ta giới thiệu mình là Glenn Jader, định nổ thêm vài sở thích cá nhân để cho nó biết nhưng bị City mắng cho là đã đến trễ thì vào. Tiết đi giới thiệu cái quần á, được biết Glenn là một pháp sư hạng 3 còn điểm số thì ở mức châu bò nên làm cho Haley cảm thấy không ổn xíu nào. Liệu hắn có đủ đẳng cấp để dạy cho học sinh không? Trong lớp Glenn đang múa phấn trên bảng nhìn điêu luyện vừa lờ ai ngờ là biết một chữ tự học to đùng trên bảng còn nằm vờ vật ra bàn bảo đuối như trái chuối rồi thầy ngủ đây các học sinh bắt đầu ngao ngán khứa thầy này rồi bên phòng giáo viên Heli biết được Glen chưa có bằng giáo viên mà dù gì thầy ấy cũng do giáo sư Celica tiến cử mà nên chắc ổn á ba Heli bảo hắn chính là một người đáng ngờ vậy mà hiệu trưởng lại tin tưởng à phù thủy đó tới vậy sao vừa dứt câu thì à phù thủy đã sắc khí đứng sau lưng ông thầy làm hắn sợ ẻ thấy nhỏ nghe hết lời nói xấu mình rồi ở lại là đi lãnh cơm hộp liền nên chọn cách chuồn đi sớm đỡ phải chuyển sinh hiệu trưởng cũng nói Phản ứng của Haley là chuyện bình thường vì tự dưng có một giáo viên ô danh vào dạy thay nhưng Sally ca cam đoan và chịu trách nhiệm mà Glenn gây ra. Còn bên này Glenn không chịu dạy đàng quàng nên bị cho u một cục vì thế mà bật dậy viết chữ lên bảng như rồng bay chim nhảy trả ai hiểu được. Có một học sinh đứng lên không hiểu về ma ngữ thầy vừa viết và không biết cách chuyển nó sang ngôn ngữ chuẩn được không. Nhìn cái bộ dạng cha như thế của ông thầy thì thôi để nhỏ về tự tra gô vậy. City bây giờ đã nhịn cú tức đến dồn đến chỉ nội chỉ ngoại nhưng vẫn không ra rồi đứng lên phản đối cách dạy của Glen vì cậu dạy cho có hồn có tâm tẹo nào nhưng ông thầy là đánh chống lảng sang nói chắc mấy đứa không có biết cha từ điển à thế mà vừa nghe tiếng chuông là Glen chuồn đi mất con mẹ nó luôn nghỉ giải lao mấy bạn nữ đã vào phòng thay đồ thấy thân hình căng như trái bưởi của Jumi thì City nổi hứng dê sồm sờ mó các kiểu đà điểu đúng là con gái có sở thích khó đỡ thiệt đâu ra Glen đẩy cửa ngầu như trái bầu trước sự ngỡ ngàng của các em nữ sinh anh ta nghĩ trong tình huống này chắc chắn sẽ bị đánh bầm dập nên cậu sẽ khắc ghi khoảnh khắc này trong tim. Vừa nói xong thì thanh niên đã bị đánh văng ra ngoài nhưng đổi lại được cái phê chữ E kéo dài, kết cục là tiết giả kim thuật của City bị hoãn nên khiến cô thấy chán nản chỉ muốn học hành đàng hoàng thôi mà. Jumi đến bưng đồ ăn cho cô nói biết cô chăm học nhưng mà muốn học thì phải ăn trước đã. City muốn giải mã bí ẩn của thiên thành vì lời hứa của ông mình vì thế mà cô muốn học nhiều ma thuật. Thêm nữa, bỗng dưng thanh niên Glenn lại đáp mâm cơm của mình xuống chỗ hai cô em này và ăn ngon lành. Chắc do phải có hơi gái mới ăn ngon anh e ạ, à. cậu nói ăn cũng là một trong những thú vui của mình. Jumi thấy đồ xào đó nhìn ngon quá nên xin miếng rồi khen tới tấp. Glen quay sang hỏi nhỏ còn lại là ăn nhiêu đó có đủ không vậy sẽ không mơn mở đâu. Nhưng City chả quan tâm còn xoắn xoáy rằng tiếp nữa sẽ là của Glen nên ăn thêm tí nữa cũng chả sao. Ông thầy này thấy nhỏ này nói đâm chọt quá nên nói con bé có gì nói thẳng bớt vòng vo. Vò. City cũng đang mở mồm định nói thì nguyên cái muỗng đồ ăn bay vào mồm nhỏ. Glen còn bảo muốn ăn thì nói không cần phải ấp a à ấp úng xong xin luôn miếng bánh của nhỏ làm nó tức điên. Celica đang nghĩ về chuyện yêu cầu Glenn làm giáo viên thay thế. Mà đương nhiên thì cậu không muốn làm xíu nào nhưng bị nhỏ này dọa rằng thích bị xét đánh hay bị đóng băng thì cậu ta cười khẩy rồi bay vài vòng quỳ lại cầu xin không muốn đi làm. Đâu nhưng bà phù thủy này đáng sợ quá nên phải đồng ý với bà thật ra nước cờ này không ai cứu mày được đâu men ạ. À. Trong các tiết học tiết nào Glenn cũng viết cá chữ to đùng. Tự học tới nổi chữ viết còn lười theo ổng khiến City phẫn nộ đứng lên nói bản thân là con gái gia tộc Pháp có ảnh hưởng tới học viện đừng có để tui mép bố già tui đó. Nha không là bị đuổi dáng chịu. Rồi Glenn phấn khởi thật ấy sao nếu vậy kêu ổng làm lẹ đi rồi cậu vui sướng nói ố là la vậy là sắp được nghỉ rồi vì cậu bị đe dọa phải làm công việc. Này nhưng biết ngay là méo ổn mà ha ha, City đã tức điên quăng găng tay vào mặt hắn ngầm ý muốn đấu một trận ma pháp nếu thắng phải chấn chỉnh thái độ dạy học lại vì cô. Không muốn nhìn một gã như Glenn chế diễu ma thuật, thấy City làm cậu liên tưởng đến một người rồi Glenn gãi đầu không ngờ bây giờ vẫn còn người xài phong tục cũ mềm này nên đã nhặt. Găng tay và chấp nhận thách đấu khiến cả khán phòng ai cũng được phen hú cả vía ở trận đấu Glen thấy City còn non quá nên bản thân nói chỉ xài một ma pháp sóc bồn thôi mà ma thuật đó là cơ bản họ được học đầu tiên ma thuật phòng vệ dùng điện làm tê liệt và khóa đối thủ bởi vậy Glen chắc hẳn tự tin về tốc độ niệm dù sao hắn cũng là giáo viên do giáo sư đề cử mà mà bên City thì vào form phòng thủ nhưng chân thì dùng như máy Glen bảo cứ từ từ thầy có cắn em đâu mà sợ cứ xả thoải mái City quyết tâm không để tên này tự tung tự tác dù có phải bắt cạp đất ăn thì vẫn sẽ khước tử. ông đó chính là niềm kiêu hãnh của một pháp sư cô liền tung chiêu sống tinh linh cứ tưởng ảo thế nào ra là ông thầy bị giật cho khét lẹt. Glenn bảo coi như trận đầu nhóc thắng vì có ba ván mà vừa lên chiêu thì bị City hành cho sấp mặt rồi ông thầy đòi thêm. Năm ván, Glenn định dùng chiêu dụ con nít để xuất chiêu ai ngờ vẫn bị con nhóc này hành cho ra bã cuối cùng vẫn thua. Nhưng lại hứa lèo nói ủa có hứa cái gì đâu á ta rồi khen cô tới tấp không tồi đâu. Cười hô 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 xong phủi đít bay luôn nhưng đã trốn còn bị vấp sờ mờ lờ, làm cho cả đám học sinh hoang mang vì độ khùng của thằng cha này. City vẫn cảm thấy sau khi thua trận mà ông thầy này vẫn nhở nhơ lười chảy nước thế kia tới nổi đóng đinh hẳn cuốn sách lên bảng rồi kêu mấy trò tự xử, bỗng có một. Học sinh lên nhờ Glenn hỗ trợ vài điều về vấn đề phiên dịch ma ngữ nhưng City đã ngăn cản bảo vô ích thôi ông thầy này bí lù lắm không biết gì về sự vĩ đại hay giá trị. Ma thuật cả nên để cô chỉ cho Lin. Glenn lại hỏi có thật là ma thuật có vĩ đại đến vậy không đối với City thì ma thuật là chân lý của thế giới nó còn giúp con người. Ta hiểu rõ hơn về những thứ chưa lý giải được mà Glenn lại nói cái đó có ích lợi gì trên hết ma thuật có lợi gì cho nhân loại chứ ví dụ như lĩnh vực y học giúp chữa bệnh tật này và còn nhiều lĩnh vực khác có ích hơn nữa mà còn ma thuật thì chắc có lẽ chỉ mình glen là thấy nó vô bổ glen nói rằng ma thuật đúng là có ích nhất là trong việc lấy mạng người cho rằng mấy đứa này ngốc toàn nghiên cứu những việc có ích cho việc giết người đang nói thì bị city đến cho một bạc tay vào mặt rồi bỏ đi trên sân thượng glen đang suy tư về sự vô dụng của ma thuật mà city rất tôn trọng nên cậu cảm thấy mình trả hợp với giáo viên xíu nào đang vươn vai thì nhìn thấy Jumi đang đọc gì đó Cô đang nghiên cứu thì Glenn tung cửa và cô muốn tạo một ma pháp trận mà nó không hoạt động. Do Zumi thiếu thủy ngân nên Glenn đổ thêm thủy ngân rồi kêu cô tạo lại thì đã thành công. Cô rất vui vì chưa bao giờ thấy ma thuật đẹp thế. Nhìn thấy thái độ vui vẻ của Zumi làm Glenn nhớ về lúc nhỏ. Khi hai người đi về thì Zumi hỏi Glenn cô muốn biết anh đã từng làm gì trước khi làm giáo viên. Anh bảo mình ăn nhà ở đậu nhà Celica à đó một năm và anh cũng hỏi ngược lại. Zumi tại sao lại xem trọng ma thuật đến vậy? Jumi muốn học ma thuật để giúp ích cho nhân loại vì ba năm trước bị gia đình trục xuất khỏi gia tộc và cũng xém. Bị giết cũng nhờ có một người bí ẩn đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp nên cô muốn học ma thuật để đền ơn nghe vậy Glenn chỉ trầm tư một hồi rồi nói không có gì khi đưa Jumi về. Cô nói anh nhớ xin lỗi City nhé vì cô ấy có mối liên kết mạnh mẽ với người ông quá cố thông qua ma thuật và nó rất quan trọng với City, cô đã hứa sẽ trở thành pháp sư. Giỏi hơn ông và giải mã bí ẩn của tòa thiên thành, hôm sau cả đám được một phen ngỡ ngàng vì hôm nay ông thầy ngang như cua đã cúi đầu xin lỗi city tuy anh có ghét ma thuật thật nhưng mà có hơi quá trớn rồi xin phép vào tiết học chưa kéo được bao nhiêu sự đồng cảm thì ổng đã quất ngay một câu mấy đứa đúng rõ ngu mà làm cho cả đám há hốc mùm nhìn cách mấy đứa học đã đủ hiểu vì chả biết một cái gì về ma thuật cả hôm nay Glenn sẽ dạy về ma thuật sốc bôn thường thì sẽ niệm ba dòng như đối với người xuất sắc thì có thể rút ngắn nhưng vấn đề là nếu biến nó từ ba dòng thành bốn dòng thì điều gì sẽ xảy ra Mọi người cho rằng nó sẽ thất bại hoặc ngẫu nhiên Glenn nói nó sẽ cong sang phải mà nó cong thật làm ai cũng sụp dài. Biến thành năm dòng nó sẽ ngắn hơn mà nếu xóa một phần nó sẽ yếu hơn. Ma thuật chỉ là phép cấp cao của phép ám thị. Ma thuật chính là học về trái tim của con người cảm thấy mấy đứa nhóc này không tin ngôn từ lại có sức mạnh như. Thế nên Glenn liền tới chỗ City và gọi cô là mèo trắng hay nói yêu mèo trắng làm mặt City đỏ như trái cà chua. Vì ngôn từ đã tác động vào tâm trí ma thuật có thể gọi như ngữ pháp hoặc cú pháp câu có thể lặp lại câu theo ý muốn. Đó gọi là dùng từ khóa để kích hoạt ma thuật trong tiềm thức, còn về cuốn sách này ghi gì thì phải thuộc lòng câu ấy nhưng giờ chẳng cần đến nữa. Bên thầy hiệu trưởng cũng biết rằng lớp của Glen rát nổi làm cho mấy lớp khác phải qua nghe giảng cái luôn mới ghê. Sau khi kết thúc tiết học, Glen ngồi trầm tư về việc làm giáo viên cũng không tệ. Celica cũng đến và nói mai cô phải tham gia hội nghị ma thuật nên dặn anh đừng làm bậy bạ gì mấy cô em khi không có. Mình nha ba, Glen bảo sống với cô từ nhỏ thì làm sao có hứng với gái thường chứ rồi cô bay lại ôm cổ chọc gẹo Glen. Chuyển cảnh bên phía tổ chức khác đang nói chuyện về Glen vì anh chỉ là pháp sư hạng 3 nên không cần bận tâm mà cứ triển theo kế hoạch. Buổi sáng hôm, sau Glen lại đi trễ nhưng chạy sấp mặt vào trường thì chả thấy bóng dáng ai mà cảm giác được có người nên anh gọi người bí ẩn xuất đầu lộ diện đi. Hắn ta còn muốn đưa Glen trầu trời. Trong lớp học sinh đang chờ giáo viên mới thì thấy hai thanh niên bịt mặt bước vào. City đứng lên dọa không cho người ngoài bước vào không đi sẽ gọi bảo vệ, nhưng hắn còn cho cô một cú đấm ma thuật quân sự còn kêu không được chống đối nếu không sẽ chết. Bọn họ đến để tìm Jumi. Thấy tên này đe doa City nên Jumi cũng chịu ló mặt tự nhận mình rồi bị đưa đi. Cô bảo thầy Glenn sẽ cứu họ mà nhưng hắn nói tên đó đã bị diệt khẩu con mẹ nó rồi. Jumi có thân phận là công chúa Amiana. Tên còn lại thì bắt City vào phòng còn định giở trò áp với cô. Đang lúc cao trào thì Glenn xuất hiện đã vậy còn chọc ghẹo định bỏ mặt cô nhưng lương tâm trỗi dậy rảnh. Gái, tên này dùng ma pháp bùm chiếu cậu nhưng toàn bị phá vì cậu đã đưa mọi ma pháp kích hoạt vào lá bài ta rót này. Vì thế có thể hoàn toàn phong ấn sự kích hoạt của mọi ma thuật. Đó là ma thuật phiên bản của Glen mà lại nói nhưng ta cũng éo xài được ma thuật đó luôn, đang định cười nhạo mên mà bị đục một phát bằng tay không muốn xịt máu mũi dù không có ma thuật nhưng chắc, do giành gái nên gia tăng sức mạnh chăng, đó là phong cách chiến đấu cận chiến của quân đội đế quốc nên tên bí ẩn này đang hoảng vì không biết Glenn là thần phương nào nhưng anh chỉ nói, bản thân chỉ là giáo viên dạy thay thôi mà cái tên lúc nãy bắt anh cũng bị bầm dập rồi chói như cái đòn bánh tét rồi, nói rồi nam chính bay lên trong một cú chí con mẹ nó mạng thanh niên số nhỏ sau khi xử lý tên đó xong thì glen quay sang hỏi city có sao không nhưng cô thì cứ đỏ mặt không trả lời glen thì vô net tơ anh hùng cứu mỹ nhân đồ đó ai ngờ city bảo thầy nhìn cái quần kia ba nó tụt tới đầu gối con mẹ nó rồi khi nghe hết câu chuyện thì mới biết Zumi đã bị một tên bắt đi mà không có manh mối gì nên định sẽ moi thông tin từ tên này mà bà Celica cứ alo giết bằng cái vòng trên tay nên glen kể về sự việc ở đây về lũ đột nhập đã vô hiệu kết giới và phong tỏa học viện học sinh cũng đang bị bắt làm con tin được biết thì đó là lũ nghiên cứu viên của Học viện Tennochi là hội pháp sư tà đạo. Anh bảo Celica điều tra xem có. Giảng viên nào đáng ngờ không nhưng với tư cách là giáo sư nên Celica cũng chẳng làm được gì. Glenn bảo học viện cũng có cổng dịch chuyển mà cô nói nếu chúng đột nhập. Được thì cũng đã phá hết cổng dịch chuyển rồi và dặn Glenn làm gì thì làm chứ đừng để đi ăn cơm hộp sớm. City biết sẽ không có cứu viện nên định xông ra cứu Jumi. Bây giờ cô mới biết, đúng như lời Glenn nói ma thuật chả có tích sự gì cả. Glenn xoa đầu khuyên City bảo rằng Jumi đã từng nói muốn thấu hiểu ma thuật hơn để nó trở nên có ích đúng nghĩa bởi vậy nên Glenn sẽ không để cô ấy chết sớm đâu vì thế Glenn sẽ tiêu diệt hai tên còn lại nhanh thôi thì tên khứa bị trói như đòn bánh tét này cười ha ha nói định giết bọn ta ư Té ra anh cũng cùng một dục với bọn họ mà thôi bỗng xuất hiện một cách cổng không gian là bọn golem xương đó là do ma thuật của tên z triệu hồi cứ tưởng sẽ thoát nạn ai ngờ con golem xử đẹp luôn thằng đồng đội ngu này Glenn lao đến đấm vào mặt con golem nhưng nó không hề hấn gì chắc được làm bằng sắt không gì rồi City liền tạo ra ma pháp cường hóa cho Glen nên đã ngăn được vài tên. Rồi hai thầy trò chạy sấp mặt mà bọn Golem vẫn đuổi theo. Glen bảo City điều chỉnh Gale Blow sao cho lan rộng và kéo dài lâu hơn mà việc này hơi khó với cô. Glen bảo cứ tin tưởng bản thân nếu đã hiểu những bài dạy của Glen thì sẽ làm được ngay còn anh sẽ câu giờ cho cô tạo ma pháp. Tuy khá khó nhưng cô vẫn tạo vì. Bản thân phải cứu mọi người vì Jumi và ông thầy đang cố gắng giữ sức cuối cùng không thể cản bước được ma gaming mà cô đã tạo được ma pháp rồi đẩy về phía đám Golem. Đó chính là kế hoạch của Glenn cậu bắt đầu niệm ra ma pháp lớn thổi bay hết đám golem. Đó là một ma pháp cấp cao nhưng khi tạo ra một ma pháp lớn như thế sẽ tổn hại rất nhiều đến sức khỏe mà đổ máu. Hai người định rời đi thì tên mạnh nhất cũng xuất hiện. Hắn ta nói không ngờ Glenn chỉ là pháp sư hạng 3 mà vẫn dùng được ma thuật. Cấp cao đó, Glenn hỏi City có dùng được ma thuật vô hiệu hóa mấy thanh kiếm đó không thì City sợ sẽ thiếu ma lực nên không được. Nghe vậy nên thanh niên đẩy cho City đi luôn hắn bảo Glen có thể dùng ma thuật ngăn việc kích hoạt ma thuật nói rồi hắn cho những thanh kiếm vung ra tấn công Glen. Cậu định tạo ma thuật nhưng bị phá vỡ thấy Glen làm chậm quá nên hắn làm lại cho xem này nhân lúc đó Glen ra chiêu tấn công nhưng tên này vẫn chặn được. Ép, hắn phải đỡ hai chiêu trong thời gian ngắn nếu cứ dùng đòn công kích ma thuật chắc Glen đã phong ấn được nó và ép hắn đánh cận chiến còn nếu hắn cứ tấn công. Bằng kiếm thì đã ăn tròn ma pháp ở cự ly gần rồi. Hắn hỏi Glenn rốt cuộc là ai thì anh bảo chỉ là một giáo viên dạy thay tạm thời thôi, khi tên này định kết liễu. Glenn thì cậu đỡ được nó, nhưng sức mạnh trở về hư vô đã được City dùng và truyền cho Glenn được nước cậu đã thành công chơi cận chiến đâm hắn cú chí mạng. Tới bây giờ hắn mới phát hiện ra cậu chính là sát ma rất mạnh trong đội pháp sư hoàng gia. City lo lắng lại hỏi mà Glenn bảo Minh không sao cũng may cô đã hiểu kế hoạch của Glenn. Glenn chuẩn bị đi tính sổ tiếp với bộ dạng này nhưng Glenn đi mấy bước chịu không nổi đành để City dùng thuật chữa lành vết thương, khi tỉnh lại cũng đỡ hẳn. Celica đã gọi đến báo là cổng dịch chuyển đã bị vô hiệu hóa thật nhưng Celica vẫn còn một điều khó hiểu những tên này đã lập ra kết giới không cho ai ra khỏi đây vậy còn tên còn. Lại sẽ đi ra và chuồn đi bằng cách nào vì thế nên Glenn cũng hiểu ra cổng dịch chuyển không bị phá hủy mà nó đã được thay đổi điểm đến để chúng chạy trốn. Vậy nên Glenn chuẩn bị đi giải cứu Zumi cho nhỏ này ở lại ngủ thêm tí. Bên này Zumi đang bàn luận với tên còn lại thì Glenn xông vào như gió. Thì ra tên giáo viên cũ này chính là người bày ra mọi chuyện và nói đã giành chiến thắng vì 10 phút nữa quá trình tái thiết cổng dịch chuyển sẽ hoàn tất và Jumi sẽ được đưa đến tổ chức bọn họ. Đồng thời Bạch Ma Pháp sẽ tự kích hoạt thổi tung cái học viện này, hắn nói nếu Glenn phá hủy được cổng dịch chuyển quanh Jumi sẽ không kích hoạt nhưng nếu cứ chờ thì sẽ hết tác dụng. Nếu anh giết hắn thì ma thuật sẽ tự kích hoạt ngay và luôn. Glenn cay liền cắn tay mình tóe máu rồi viết vào làm chất xúc tác cắt đứt sự trói buộc của thiên giới. Lấy tĩnh lặng làm gốc và giải phóng xiềng xích của lý trí, tuy phá được nhưng chỉ là một lớp trong năm lớp ma thuật mà thôi cứ cái đà này chắc ông anh vì mất máu mà chết quá anh em. À, Jumi hỏi cớ gì mà phải khiến Glenn liều mạng đến vậy vì Glenn muốn trở thành một pháp sư công lý nhưng thực tế thế giới ma thuật là một nơi đẩm máu và bẩn thỉu bởi vậy nên. Thật lãng phí cuộc đời mình dù vậy nhưng cậu sẽ không thể bỏ cuộc được. Khi phá hủy gần cái cuối cùng chỉ còn một lớp duy nhất nhưng cậu đã ói ra máu vẫn cố bỏ đến chỗ Jumi nhưng. Lý trí đã mất hết làm cậu gục trên đát. Jumi thử đưa tay ra khều Glenn tuy có nguồn điện mạnh nhưng cô vẫn có thể với cả bàn tay tới Glenn được rồi truyền năng lượng chữa trị cho cậu có vài người sở hữu siêu năng lực giúp tăng sức mạnh cho những ai chạm vào gọi là khách đại nhân glen lấy lại ma lực và phá hủy lớp cuối cùng để cứu thành công Zumi, tên kia bảo bản thân đã thua rồi xong glen đi tới cho hắn tự trả giá cho hành động của mình rồi nắm cú đấm bái bai hắn khi city lên tới nơi thì thấy ông thầy mình đang nằm phè phỡn đùi gái trông có vẻ mãn nguyện vãi nổi giờ glen mới biết Zumi là công chúa người đáng lẽ chết vì bệnh ba năm trước Celica bảo nạn ngược đãi nhưng người sở hữu siêu năng vẫn còn nặng lắm đất nước sẽ rối loạn khi biết hoàng tộc có người như thế những người biết chuyện trong học viện chỉ có Celica và hiệu trưởng biết thôi. Celica hỏi cậu muốn tiếp tục làm giáo viên không nên cậu nói muốn xem thử mấy con nhóc này sẽ đạt những điều gì đó cũng coi là cách giết thời gian tốt. Vì được biết nhân vật trung tâm của tai nạn ở học viện đó là công chúa Emiana nên tổng chỉ huy đội cảnh vệ đế quốc Zelot đến thăm kiến nữ hoàng Alicia. Zelot nói sẽ bảo vệ nữ hoàng bằng cả sức lực. Chỉ có vài người trong đế quốc biết Zumi là công chúa đã bị loan tin đã chết. Nữ hoàng rất nhớ cô bé dù biết Zumi sẽ thù ghét và không tha thứ cho cô. Ước nguyện của cô chỉ là mong cô bé được sống và luôn mạnh khỏe, chuyển cảnh trong tiết học City đang muốn cử mọi người đi thi đấu thể thao. Ma thuật đồ đó mà các bạn thì không muốn đi và nói có thi cũng thua thôi, có một thanh niên bảo đâu phải tự mình làm trò hề khi có nữ hoàng tham dự đâu. Câu nói này làm City tức điên muốn bay lên và vào mặt thằng khứa này bốp bốp, nhưng xông cửa vào chào hỏi. Là ông thầy Glen này tự xưng là giáo viên vĩ đại, Glen hỏi City còn khó khăn trong việc phân công sao. Bà City vừa thấy ông khứa này là đã quải trời đậu rồi, Glenn cầm danh sách lên và dùng chiêu phán đoán của một giảng viên xuất sắc đến sặc xảo để giải quyết vụ việc và giúp bọn bay win oserke rồi cười một cái cho tỏa nắng phần thi giao đấu có điểm cao sẽ giao cho city bé mèo trắng đáng yêu jibun và cát giải mã nhanh sẽ cho quen đi bay đua nhường cho jode và ki bắn tỉa cho má cecil nâng tạ tầm xa là mẹ te vững tâm không ai khác là Jumi. còn lại biến hình cho lin đảm nhận cô bé hai chùm này đứng lên phản bác vì sao lại loại cô ra khỏi giao đấu Glenn nói rằng tuy ma thuật cưng có khủng đấy nhưng hơi lề mề hậu đậu nên nhường cho hai bố Z Bun và cắt có phản xạ tốt và có đầu óc phán đoán do khả năng đọc ngôn ngữ của em quá bá. Đạo trên từng hạt gạo nên để giải mã nhanh thì gút chót. Sau một tràn khen đám nhóc này lên tận mây thì ông thầy Glenn đã thành công dụ dỗ được đám con nít tham gia luôn đúng là gừng càng. Già càng cay, cái gì thì cũng có mặt sau của nó thôi do là Glenn đã cháy túi vì cuối tháng phải ăn mì hảo hảo quá nhiều nên lúc văn lại hiệu trưởng mới biết nếu muốn thì giúp lớp chủ nhiệm chiến thắng phần thi phép thuật tổ chức vào tuần sau lúc đó sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Đâu ra tên bốn mắt này đứng lên nói cho học sinh ưu tú tham gia mọi phần thi đó còn là lệ thường. Nghe vậy nụ cười của Glenn dần mất đi nhân tính nhưng bị City ngăn lại nói thầy sẽ giúp cho cả lớp chiến thắng nếu chỉ có học sinh. Ưu tú tham gia thì còn ý nghĩa gì nữa? Ai ngờ đâu câu nói đó làm Glenn sốc muốn banh nóc mà không dám phản điều gì hơn đúng là học trò của ta. Đang ngồi ủ rũ nhớ về thôi rồi lượm ơi thì thấy bên dưới tụi học sinh đang sủa nhau nên anh xuống xì top baby bê mấy đứa này lại mà bị thầy Helly đến khi glen chào hỏi vui rẻ thì hely bảo đã chào sai tên của người ta mất tiêu quê quá nên hỏi lớp hely cũng tham gia cuộc thi à hắn nháy mắt nói một khi do hắn dẫn dắt thì lớp ổng sẽ win con mẹ nó rồi hen glen chỉ khen một câu ối rời bá chay khét lẹt đấy ông anh dáng cố gắng nha rồi tên hely đuổi cả thầy lẫn trò glen cút ra khỏi đây và sỉ nhục một cái lớp cơ bản đã bị vứt bỏ cuộc thi khi cho lũ hạng Betty thi ở đây luyện tập cũng chỉ gây cản trở thôi Nghe những lời đó làm Glenn phát điên nắm chặt tay lại và nói đây là đội hình mạnh nhất lớp bố đấy. Và cũng nhắm tới chiến thắng đấy đừng khinh địch rồi sau này hủy địch nha ba. Thanh niên cược ba tháng lương rằng lớp Glenn sẽ win nhưng chợt nhận ra cái. Món thối đã hại mình đã nghèo mà hay làm phước qua trời ngu rồi. Thầy Haley cũng hơi rén nhưng khi nhìn đám trò mình thì ô sờ kê chơi banh sắc với Glenn luôn. Hai khứa này đang cảm thấy mình ngu vừa lờ thì City đứng ra nói cả hai không có quyền tranh bãi tạp này nếu còn tiếp tục. Hành vi đó cô sẽ thưa vụ này lên lãnh đạo thấy lớp có cá mập mẹ thiên hạ này thì đách sợ ai nhỉ anh em cô còn nói thêm thầy mình sẽ không chạy trốn và sẽ giành chiến thắng đúng là có nhỏ lớp trưởng hết nước chấm mà quá trời đáo để rồi khiến Jumi cũng sượng chân rồi cả thầy trò bắt tay vào học hỏi mòn mỏi chuyển cảnh Jumi đang hồi tưởng về ký ức với người đàn ông bí ẩn đã cứu cô lúc nhỏ thì City đến hỏi chuyện ngày mai sẽ là ngày cuộc thi diễn ra nữ hoàng sẽ theo dõi nên Jumi bảo phải cố gắng hết sức cả hai cùng nhau ăn buổi tối gia đình Bố mẹ City bảo Mai bận nên sẽ không đến xem thời khắc huy hoàng của hai đứa được nhưng hai đứa bảo không sao họ cứ lo việc bận đi khiến ông bố trào nước mắt ôi con gái. Chúng ta thật hiểu chuyện và tốt bụng như thiên thần thấy ổng nói nhiều quá nên bà mẹ ôm chặt cổ ổng lại cho nín nói rằng lần tới sẽ đe dọa tìm cách nghỉ. Phép, sáng hôm sau trên đường đi cuộc thi nữ hoàng đã rất vui vì sắp gặp được con gái từ đằng xa và nữ hầu cận đổi dây chuyền ấy cho dễ tham gia cuộc thi. Này! cuộc thi phép thuật đã được bắt đầu có nhiều cuộc thi mà lớp glen đã diễn ra rất tốt và đạt nhiều thành tích cứ cái đà này chắc sẽ không cần phải ăn mì nữa lần này là cuộc thi vững tâm và người tham gia là zumi có một thanh niên cơ bắp cao to đen hôi là quán quân năm ngoái của lớp một khoanh tay bảo zumi rút lui đi nhưng cô nói lớp bà cố gắng thì bà cũng phải thế lớp hắn đang ở hạng hai nếu chỉ cần thắng một trận này thì sẽ cùng nhua hoán đổi vị trí hai lớp rồi thanh niên bốn mắt trong lớp nói glen đã chọn cô để làm vật hy sinh mẹ rồi con gì tuy nhiên đối với glen thì không hề vì biết rõ con bé có thần kinh thép mà đầu bắt đầu có ông thầy chuyên thao túng tâm lý bước ra, ai dám ngờ được sau nhiều vòng biến thái với gã lão này thì Jumi và tên cha y lớp 1 đã trụ lại. Thanh niên bốn mắt không ngờ Jumi lại mạnh như thế nên Glen nói tâm trí cô ấy không giống người bình thường đâu kiểu như mấy đứa sẵn sàng chịu chết ấy. Cuối cùng tên này đã đưa ra chiêu ma thuật cao cấp nguy hiểm nhất có thể phá vỡ tâm trí và khiến mục tiêu bất tỉnh nhân sự, nhưng hai người vẫn trụ nổi không có gì xảy ra. Tên này bắt đầu tăng cường độ khiến cho Yumi khụy chân xuống nhưng cô không muốn bỏ cuộc mà Glenn lại hô to lớp 2 bỏ cuộc để giúp cô. City nói nếu đau đớn quá thì không cần phải cố tuy làm tốt nhưng đối thủ đã trên cơ cô rồi. Đang đinh đưa cái mic cho người win nhưng thanh niên. Này đã bất tỉnh trong khi đứng mẹ luôn anh me á à cứ tưởng thế nào. Vì thế Yumi đã chiến thắng tuy rút lui nhưng cô ấy đã vượt qua nó trước rồi. Đúng là phần chiến thắng ảo Ma Canada mà. Mà nữ hoàng Alice cũng rất mừng khi con gái có thể cười tươi như thế cô đã hài lòng khi thấy Jumi vui vẻ với bạn bè như thế trong khi ăn mừng thì có hai tên đang lặng lẽ từ xa quan sát glen lớp hai của glen bây giờ đã lội ngược dòng ai cũng hú hí chỉ có glen là ốm meo móc đuối như trái chuối rồi nhìn khuôn mặt cười ngờ nghịch thế kia thì chính xác là nụ cười của người nghiện phải hai tên này đến tìm glen vì cậu đã bỏ đi một thời vậy mà giờ lại xuất hiện ở đây tên cao giáo này là aber và nhóc lolico này là zier zier định đi giải quyết ân oán với glen nhưng bị thằng khứa này nắm tóc giật ngược lại tuy muốn gặp glen nhưng nhiệm vụ của họ giờ là quan sát đội cảnh vệ đế quốc đang bảo vệ nữ điện hạ họ là đồng minh nhưng Aber đã được thông báo chúng có hành vi mờ ám trong hàng ngũ đội cảnh vệ đó là điều xếp lớn của họ lo sợ chuyển cảnh là buổi cắm trại nghỉ ngơi mấy đứa trò này không biết ông thầy mình đang đói mà cứ lôi đồ ăn ra táp khiến glen chỉ biết ôm bụng trách móc bỗng linh đến gọi có chuyện muốn nói thì glen nói muốn thầy giúp gì cũng được miễn là tiền bạc thì miễn bàn cô muốn đổi người thay mình phần thi biến hóa chiều nay vì tập luyện nhiều mà không đâu và đâu hết Glenn lại nói nếu đổi thì còn em sao không phải em thích thuật biến hình lắm mà tuy vậy nhưng cô sợ sẽ không chiến thắng nên Glenn đành dạy cho Lin một chút về nó. Nói rồi Glenn, dùng phép thuật Wins biến thành bà Zumi luôn khiến cho Lin ngỡ ngàng ngơ ngác xém xíu bật ngửa. Glenn nói cô có tài hơn cô nghĩ vì thế cứ cháy hết mình nếu có. Thất bại sẽ dùng thích quyền của mình đập vô đầu thằng nào dám trách Lin. Chưa kịp hiện nguyên hình thì nhỏ mèo trắng xuất hiện kêu Zumi pha kẻ này để cho cô ăn trưa. Tuy tâm trí bảo giáo viên không được đi ăn trực đồ của học sinh nhưng cái mùng thì cứ hả hả ra nếu không ăn sẽ chết mất đang định bỏ vào mùng thì nhỏ hàng Real đến. City dùng sức mạnh trở về hư vô khiến Glenn quay về hình dạng đầu định chuồn mà City cho một trưởng bay lên trời cao đón ánh nắng mặt trời luôn. Thổi bay Glenn chỏng đầu vào rừng đúng là miếng ăn tới mùng còn bị nhà ra, đang hoài nghi về nhân sinh thì Jumi thiên thần đến đưa cho cậu đồ ăn. Hai mắt ông thầy sáng như cái đèn xe hơi cảm ơn díu dít Jumi rất sẵn lòng để nhận nó rồi nhào vào ăn không những vậy còn khen lấy khen để, ăn xong thì tưởng. Jumi làm nhưng cô không giỏi nấu ăn nên đã có một người bí mật làm cố dậy sớm để làm vì ai đó không ai khác là City. Ăn xong chùi mép định đi về thì nữ hoàng đã. Đến bên họ định từ chối mà khứa này thấy nữ hoàng bên cạnh thì ối rời ôi ơi hú hồn chim én. Ở khán đài không thấy nữ hoàng đâu thì đội cảnh vệ nháo nhào đi. Tìm, bên này Glenn đang cúi đầu sấp mặt vì gặp điện hạ cô đến để xin lỗi cậu vì đã cống hiến cho đất nước thế mà cô lại để cậu bị đuổi khỏi đội pháp sư hoàng. Ra. Glenn thắc mắc sao nữ hoàng đến đây mà không có lính thì cô đã ngó sang Jumi chào và hỏi thăm cuộc sống dạo này thế nào trước sự hoang mang của Jumi. Jumi liền cúi đầu bảo cô nhận nhầm người rồi, điều này làm Alice thất vọng rụt tay xuống nói xin lỗi đã làm cho Jumi khó chịu. Rồi Jumi chạy đi, trước khi đi cô nhờ Glenn chăm sóc con bé giúp. Vừa về tới nơi thì cô bị lính của mình kề dao đòi giam lỏng mình một thời gian, hắn là xe lọt tổng chỉ huy đội cảnh vệ một chiến binh kỳ cựu, đánh ngang cơ với kiếm sĩ vĩ đại trong trận thánh kiếm 40 năm trước. Zia định đi giết toàn bộ kẻ định thì bị Aber nắm tóc giật lại. Aber nói họ là người thân cận với điện hạ nên sẽ khó mà làm hại cô ấy được nhất định là đang âm mưu điều gì đó. Vì thế Zia quyết định sẽ tấn công. Trực diện kẻ thù rồi tới Aber, Glenn đang suy nghĩ viển vông thì City lại bước đi cậu liền phòng thủ nói định thổi bay tôi nữa hả mơ đi nhé. Cô hỏi tới giờ Jumi vẫn chưa về thì Glenn ghé sát tai kể hết chuyện ban nãy cho cô nghe rằng ai mà không muốn ở riêng khi trải. Qua mấy việc đó. Glenn nhờ City canh lớp để anh đi tìm con bé và khen tới tấp rằng món bánh kẹp đó ngon kinh dị luôn. Ủa alo ngon mà kinh dị là sao ông anh? Những lời khen của Glenn như có cánh làm City đỏ cả mặt. Mắc cỡ quá nên đuổi ổng đi lẹ hộ cái. Trước mắt Glenn đã đến chỗ của Jumi. Cô nói trong cái mề đai này chẳng có gì nhưng cố cảm giác trong đây từng có ảnh của ai đó rất quan trọng rồi giữ thứ này đến bây giờ. Cô hỏi Glenn rằng lúc nãy cô nên làm gì mới phải. Không biết tại sao điện hạ lại bỏ rơi cô do cô đã tạo ra một vật ma quỷ một thứ cấm vật bị quyền rủa có sức mạnh nên cô nghĩ việc vứt bỏ bản thân là một điều cần thiết cho tương lai của một quốc gia dù vậy nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho việc điện hạ đã làm ấy thế mà cô vẫn muốn gọi một tiếng mẹ với bà ấy và ôm mẹ nhưng lại sợ bản thân sẽ phản bội lại tình yêu của bố mẹ city đã dành cho mình cô không biết mình nên làm thế nào glen lại nói con người là sinh vật luôn bị tổn thương và hối hận mỗi khi đưa ra lựa chọn nào đó dù có đau đớn thế nào sau này vẫn sẽ hối hận con người chúng ta luôn được tạo ra như vậy đó thế nên cảm xúc thật mới quan trọng lúc trước Len từng là pháp sư, thuộc đội quân đế quốc vì bản chất công việc mà phải lên triều đình thường xuyên và đã thấy người nắm quyền cao nhất nên đã luôn đeo dây chuyền giống hệt cô. Bà ấy không nỡ vứt nó, bởi vậy dù có ghét đi chăng nữa sao không thử đối mặt với bà ấy thay vì trốn chạy nhưng Jumi lại sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của nữ hoàng rồi rủ ông. Thầy đi chung cho có truyền cảm hứng, bỗng có tiếng bước chân của đội cảnh vệ rồi chĩa dao vào người Jumi bị bắt vì tội âm mưu ám sát nữ hoàng điện hạ và bị xử tử vì tội mưu phản và sỉ nhục hoàng gia hắn bảo đây là mệnh lệnh từ nữ hoàng nhưng Jumi lại thừa nhận tội để họ bắt đi còn ông thầy bị bị cho một cú bất tỉnh nhân sự. Họ, họ đưa Jumi cột sau một cái cây định xử tử cô Jumi thấy thất vọng vì biết một ngày nào đó bà ta sẽ kết liễu mình cô đáng ra phải chết vào lúc đó nhưng phải sống thêm. Ba năm nữa, bỗng nghe đâu đó kêu nhắm chặt mắt ra là Glenn đã bay đến giúp cô xử lý mấy tên lính kia bằng phép lóa mắt. Nếu không cứu Jumi thì mèo trắng sẽ la cậu chết. Glenn nói nữ hoàng sẽ không xử tử ai trước khi chưa qua xét xử đâu. Đang tám chuyện thì mấy tên lính kia xông tới thấy vậy nên Glen dùng phép rồi bế Du mờ bay lên nóc nhà bắt con gà. A à, nhầm là bỏ trốn, vấn đề giờ phải vượt qua mấy tên cận vệ để gặp nữ hoàng nhưng chợt lóe ra ủa có cần đến trực tiếp chi ta chỉ cần alo cho nhỏ bạn là được nhưng bên này cả ba bọn, họ đều bị bao vây bắt giữ nên Celica không thể nói gì thêm với Glen và nói chỉ có cậu mới giải quyết được chuyện này, đang hoang mang biết làm sao thì bị hai tên bay lên đột kích. Được biết thì tên người hậu thân cận này đã đặt một lời nguyền có điều kiện lên vòng cổ của điện hạ để họ sử dụng tốt tính mạng của điện hạ chỉ vì nhiệm vụ cao cả mà nghiên cứu viên của Tennochi và muốn cứu nữ hoàng phải cứu trước khi mặt trời lặn. Bên Glenn đang bị hai tên Aber và nho Lolicon Gier. tính sổ đang tới hồi gay cấn thì bà Zier bị thằng khứa đồng đội úp sọt con miệng nó luôn. Đúng là không sợ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu. Glenn thấy thế phạt nhéo tai con nhỏ này vì dám uy hiếp tính mạng của anh. Hai người họ là đồng nghiệp của Glenn ở đội quân đế quốc. Aber là cao thủ. Số 17 thuộc lực lượng đặc biệt và số 7 chiến xa là Zier. Aber nói cho hai người Glenn biết rằng nữ hoàng đã bị giam lỏng có vẻ chúng đang tự mình thực hiện việc loại bỏ cựu công chúa. Bọn họ đang ngồi ghế VIP nên sẽ không hành động được gì cả. Rồi Gia bảo im đi cô đã có kế hoạch cho chuyện này rồi. Đầu tiên cô sẽ tấn công trực diện kẻ thù sau đó là Aber cuối cùng là Glenn cũng thế. Chưa kịp nói xong thì con nhỏ đã bị men cho ăn cái nhéo tai nói cô nên sửa lại cái nết thích đâm đầu. Vào tấn công đi, Glenn nói rằng Celica bảo tìm đường đến chỗ nữ hoàng nhưng Aber có hơi nghi ngờ. Glenn giới thiệu rằng Celica là cựu đao phủ số 21 của lực lượng đặc biệt, sở hữu cấp bậc 7 và là giáo sư vĩ đại nhất lục địa tuy hẹp hòi khó tánh nhưng điều cổ nói không bao giờ là vô nghĩa. Vì tình hình đã quá tệ nên Glenn phải đặt cược vào cô ấy, bên trận đấu này các học sinh lớp Glenn đang hoảng vì không có. Thầy chủ nhiệm cổ vũ nên lớp 1 đã sắp vượt mặt lớp họ bỗng Aber và Zier đến thay cho Glenn vì cậu có việc gấp không thể bỏ được. Glenn đã giao việc lớp lại cho Aber và nói cả lớp làm ơn hãy thắng nhé. Tuy có hơi hoài nghi nhưng lớp trưởng City đã tạm tin nhờ Aber dẫn dắt để chiến thắng lớp 1. Cô nói nếu để thua lớp thầy Glenn không có mặt thì ổng sẽ sủa bẩn vào mặt cả lớp rằng không có thầy nên mấy đứa vô dụng quá xin lỗi. Đã làm mấy đứa thua và sủi giữa trường nhé. Nghe vậy đứa nào đứa đó nổi sĩ lên vì có ông thầy quá trời là tự luyến. Có đứa còn nói phải nghe ông thầy ngốc đó nói là điều duy nhất không can tâm vậy nên cả lớp được một phen hơn thua. Quẩy hết mình ở trận đấu cuộc thi biến hình bắt đầu bên lớp 1 đã biến thành một con khủng long đỏ xấu xí khiến cho Lin bên này sợ muốn ẻ nhưng ông thầy thay thế glen này nói y như lúc glen khuyên cô cứ quẩy hết mình và sẽ dùng thiết quyền của mình đập những thằng trách em nói rồi cô tự tin ra sân biến thành thiên thần một la tili ca hệt như tiên giáng trần lớp họ bây giờ đã lấy lại được phong độ cùng với màn tim quốc cũng đã khiến cho lớp glen thắng cuộc tuy không có glen nhưng lớp 2 vẫn đã đuổi kịp lớp một khiến ông thầy heli điên dồn máu lên não kết quả quán quân sẽ được quyết định ở phần thi giao đấu Tên Gelot này đang muốn tìm ra công chúa Jumi và giết cô nhưng cô đã được Glenn giải cứu chạy thoát. Trận đầu Jibun đã giúp họ hòa với lớp 2 và trận cuối cùng là đại diện của các lớp ra đấu. Đương nhiệm là lớp trưởng nên chị đây gánh tim mấy đứa dùng hai chiều. Duy nhất đã hạ gục được thằng đối thủ khiến khứa Heli há hốc mồm và lớp Glenn đã trở thành quán quân năm nay. Bên Glenn thì đang chạy sấp mặt nhưng cũng bị chặn lại. Khi lên trao giải cho quán quân thì Aber cùng Zier đi đến thay mặt Glenn không nhận được huy chương nhưng Celica đã nhận ra. Đó chính là Glen và Zumi đã dùng thuật biến hình và bọn họ đã đổi chỗ với đồng đội, rồi Celica lập kết giới cho bọn họ. Glen nói với Điện hạ rằng lão già này và đội cảnh vệ đang tự tiện dùng uy danh ngài để sát hại cô gái vô tội và bảo cô hạ lệnh cho họ dừng việc làm vô nghĩa đó. Nhưng tên Zelot này bảo không được nếu xong việc bọn họ sẽ tự vẫn chịu trách nhiệm nhưng đối với Điện hạ phải được bảo vệ an. Toàn chỉ thấy nữ hoàng lặng một lúc rồi ra lệnh cho sử tử Zumi không muốn cô ta tồn tại thì tốt hơn và bà ta nói mãi luôn hối hận vì đã sinh cô ra. Những câu nói từ nữ hoàng nói ra như từng vết đao đâm vào trong Mi khiến cô thất vọng mà gục ngã. Ngay cả Celica cũng lặng im đứng nghe cứ tưởng đến khi gặp Điện Hạ mọi thứ sẽ trở về như cũ không hiểu sao nữ hoàng lại nói dối. Vào lúc này, Glenn nhận ra có lý do khiến họ không thể nói thật giống như Celica từng nói chỉ có Glenn mới có thể giải quyết được. Và Glenn đã nhận ra cái vòng cổ Điện Hạ có chút vấn đề. Điện Hạ vô hồn nói rằng đây là vòng cổ cô ưa thích nhất cậu nói cô nên tháo nó ra. Cho nhẹ người nhưng Điện Hạ đã bị lời nguyền nên không thể nói ra rồi cậu lao thẳng đến nữ hoàng không chút do dự mà bị Zelot tấn công lại. Đang lúc nguy cấp thì nữ hoàng đã tháo chiếc vòng ra rồi Glen cho hắn một cú đá bay xa, lời nguyền của chiếc vòng nếu tự ý tháo sẽ chết chỉ có giết Zumi mới có thể phá. Giải nhưng trong lúc này lại không kích hoạt ai ngờ đó là do lá bài ta rót của Glen đã hoàn toàn phong ấn ma thuật trong phạm vi nhất định, nữ hoàng cảm động liền. Ôm chầm lấy Zumi vì đã làm cô bị tổn thương, bên phía Aber đang chặn đầu tên hậu cần của điện hạ và nhiệm vụ thứ hai của họ là điều tra thân phận người kể cận điện họ. Cô ta là pháp sư dị giáo nghiên cứu viên của Tenno chi định úp nhỏ đó mà Zia đã bị chậm một nhịp cho à thoát. Sau khi kể xong mọi việc, thì hai người họ trở về bàn kế hoạch mới nói Glen ở lại cẩn thận, nếu Hoàng cũng phải rời đi và dặn Celica hãy tiếp tục theo dõi Zumi, để cô bé được mãi hạnh phúc. Zumi cũng tâm sự với Glen vì nói chuyện với mẹ xong cảm thấy rất thoải mái. Cô hỏi sao Glen biết mẹ cô đã nói dối vì ba năm trước lúc cô bị bắt cóc chính điện hạ đã cầu cứu thầy. Jumi hỏi anh còn nhớ về lời hứa 3 năm trước nếu cô ngừng khóc thì anh sẽ là đồng minh của cô bé Glenn lại gõ. Đầu nói đã hứa thì sẽ giữ lời, giờ thầy đây đã mãn nguyện vì vừa nhận được thưởng cả tiền lương 3 tháng. Của tên chủ nhiệm lớp một kia nên thưởng cho tụi nó một trầu nhỏ. Ai ngờ cả đám nó hốc bao hết cái quán đã vậy lúc vào anh được mèo trắng ôm, có ngờ đó đằng sau là tà khí tiền kiếu tính tông lương 3 tháng đã không cánh mà bay. Cảnh tiếp theo City cùng ông thầy may mắn đang tập thể dục lục đục vào sáng sớm tinh mơ rồi ông thầy cởi đồ ra ra bảo cô em yếu quá đi. Anh em không được nghĩ bậy nhé bọn họ là đang tập thể dục đấm tay đôi đấy nhóe he he. Khi nhắc đến tập huấn City cứ tưởng sẽ được học vài phép mới hoặc cách tăng. Ma lực ai ngờ đó là đấu tập tay đôi để tăng lực tấn công và phòng thủ. Thế này như kiểu đang trả đũa đấy nhỉ ai ngờ đâu ông thầy bảo tính thêm vụ đó nữa. À, thời sẽ học đánh tay đôi khi cô đủ trình Glenn sẽ dạy về ma thuật quân sự nếu cô muốn giúp Zumi khi cần. Bởi vậy nên City và xin ông thầy sẽ cố gắng học tập. Đáng. Sớm Jumi và City đã bắt gặp ông thầy phờ phạc bần bàn ở đài phun nước rồi ai ngờ mới nói chuyện xíu định cùng vào lớp thì nhỏ Lolicon ở đâu ra bay tới. Vung kiếm đến Glenn ra đó là màn chào hỏi của bà như kiểu muốn lấy mạng người ta vậy á đừng có nhờn với LOLI, đó là do thằng cha Aber bày đầu cách chào hỏi đấy. Nhìn cái đồng phục ấy mới biết chính phủ đế quốc quyết định phái một cận vệ cho Jumi sẽ gửi một pháp sư mang vỏ bọc là học sinh mới. Jumi tiến lên chào hỏi không ngờ cô vì mình mà đến bảo vệ ai ngờ con mắm này lại nói đến đây để bảo vệ cờ rút glen nhưng bị anh phản bác đến đây để bảo vệ nhỏ tóc vàng siêu siêu cư tê này nề má nói rồi anh nhéo tay cô bảo không được để lộ thân phận trong khi làm nhiệm vụ vừa vào lớp thì cô đã hút hồn hết đám trai chưa trải sự đời lẫn nữ rồi chỉ với dáng vẻ lolicon của mình khi glen cho cô phát biểu nhưng cô chỉ nói mình tên Gia mà điều này đã được anh giới thiệu mẹ rồi rồi cô giới thiệu lại mình đang tòng quân cho đế quốc thuộc lực lượng đặc biệt pháp sư hoàng gia Điều này khiến cả lớp hơi rén vãi lòn nhưng may bị ông thầy bịt mùm nói lại rằng đó chính là ước mơ sau này muốn gia nhập đội quân đế quốc. Ai cũng cảm thấy nhỏ này có vẻ kỳ cục kẹo nhưng đổi lại cũng cư tê con dê. Linh đứng lên hỏi cô đến đây không có gia đình sao thì cô bảo có một người anh rồi buồn thỉu. Buồn thiêu thấy vậy nên glen đứng ra nói giúp rằng cô không có người thân. Rồi có thanh niên đứng dậy hỏi quan hệ của hai người là gì mà thấy hơi thân nhỉ. Cô liền thẳng thắn trả lời rằng anh ấy là tất cả của cô cô sẽ quyết sống ngủ vì Glen khiến cả đám nữ cũng bảo bạo quá chị gái ơi còn tụi con trai thì. Đau khổ vì Hoa đã có chủ mẹ rồi sao cua, tiết kiểm tra bắt đầu City đã bắn hoàn toàn được 6 điểm. Tới phiên Gia thì cô xài chiêu sốc bôn hơi tệ nhưng còn một lượt cuối cô hỏi Glen xài chiêu nào miễn là chúng là được nhưng đừng dùng ma thuật quân sự dùng cái. Con mén, nói xong cô gấp rèn triệu hồi thanh kiếm ra chém phát một điểm là 6 trên 6 khiến Glen còn không đỡ nổi khiến cả đám sợ xanh cả mặt. Trong lớp bây giờ Gia là thành phần nguy hiểm vì không đứa nào dám đụng tới vì đụng là cô sẽ chạm cho đứt tay Jumi và City định đến rủ cô đi ăn trưa nhưng Zia lại nói không cần thiết vì cô có thể quậy ba ngày không cần ăn nhưng vì sợ ảnh hưởng đến công việc nên đành đi kiếm ăn vậy thấy Zia cùng Jumi chọn món như thế làm City cảm thấy ganh tị à Zia dù nhìn lờ o nhưng sức ăn thì như hổ báo ăn cả làng chắc cũng được đó ha định mời City ăn chung mà thấy nhỏ cầm nĩa bén quá nên thôi nhường ăn hết đó City cẩn thận lau kem trên miệng Zia khi thấy Jia có vẻ hiền lại thì cả đám mới dám đến hỏi han. Thanh niên không ngờ cô có thể tạo ra thanh kiếm to thế chém con golem. Thấy đông quá nên Jia giấu bánh ăn như con mèo mà họ bảo cô cứ ăn đi không ai giành đâu. Glenn bên cạnh cũng cảm thấy an tâm phần nào. Vì Jia khá lập dị nên Glenn mong cô sẽ nhân dịp này học cách giao tiếp tốt hơn. Celica nói cảm thấy Glenn giống trở thành thầy giáo hơn rồi. Ngày dã ngoại cũng đã đến đám con trai. Này đang ủ rũ vì đi dã ngoại chán muốn chết đã vậy phải tùy thuộc vào vận may. Nhưng Glen nói cả dám yên tâm đi vì bọn họ có số đỏ đấy, Glen nói nghĩ xem viện nghiên cứu giả kim nằm ở đâu. Thì thanh niên bảo đó là đảo có khu du lịch biển nổi tiếng bây giờ đủ nóng bức để nhảy xuống biển đấy và nữ sinh trong lớp này đều thuộc thượng hạng đấy. Nói tới đấy cả đám con trai phán khích cả lên bởi thế hãy im mùng và đi theo ông thầy nhé mấy đứa. Bên này đám nữ sinh đang hoang mang, vì đã thấy một lũ con trai và ông thầy ngốc, đến nơi có ông thầy bán đồ khả thi cho học sinh của Glen nên anh lại đuổi tụi nó đi. Đó chính là Aber giả danh thành chủ bán vì cậu chính là cận vệ thật phải giữ khoảng cách. Aber đến đây để dặn dò Glenn hãy cẩn thận trước Zia vì cô ấy nguy hiểm lắm. Vừa tới hòn đảo là Glenn đã say sóng được hai cô em dìu rất tận tình. Nhưng vì để đặt mục đích nhìn mỹ nhân mặc áo tắm nên phải ưu tiên nơi đây hơn cả. Anh nói dù nơi này đang có chiến tranh đi nữa thì vẫn sẽ. vuốt nó và dẫn theo đàn em tận hưởng cùng. Mà Zumi đã biết rằng ý đồ Glenn vì không muốn họ làm quen với ma thuật quân sự nên mới chọn nơi này. Lần này đúng là sáng cả con mắt vì đã lặng thinh nghe và theo ông thầy nhiều chiêu trò này rồi, đâu đâu cũng toàn là bưởi. Thấy ba đứa lại khoe bưởi với ông thầy thì Glen khen ngon hết nước chấm quay sang khen City chọn đồ nhìn nụt dữ dần à. Jumi rủ Glen vào chơi bóng chuyền thì lúc đầu khua tay múa chân bảo thôi sẽ say nắng ai ngờ ổng còn chiến hơn cả học sinh nhào dô kiếm ăn cũng mấy đứa nhưng mà. Bóng chuyền này lạ lắm mấy má ôi, buổi tối cả đám con trai bắt đầu lên kế hoạch cho việc truyền thống của dã ngoại là đột nhập phòng gái tuy hơi bất ổn nhưng. Thanh niên này đã thăm dò đường để đi tới phòng mấy cô em rồi, còn thầy Glenn được giao nhiệm vụ khả năng thầy ấy tuần tra khu này trong 30 phút tới là gần bằng không. Bây giờ họ bắt đầu chuẩn bị tạo nên một kỷ niệm vô cũ phấn khởi nhưng vẫn bị Glen bắt quả tang. Đúng là đám danh tưởng anh đây thời học sinh chưa từng làm ấy à. Không thầy thì đó chúng mày làm nên đấy hé. Rồi Glen bước đến giật tờ giấy chửi rằng lũ đần nếu anh là các em thì sẽ nhất định đi đường này. Lẻn vào đây vào phòng con gái trong đêm nay luôn nhưng Glenn lại đuổi chúng về vì vậy nên lương tâm trỗi dậy cả đám ra ma thuật định đẩy lùi ông thầy phá kế hoạch. Này, vì con tim nên họ quyết sẽ đánh bại ông thầy để chạy theo con tim, cảnh này đang được ba người họ nhìn thấy chửi thầm mấy thằng khùng này ngốc dữ vậy trời. Zia chưa bao giờ thấy Glenn vui vẻ đến vậy mặc dù thường trước cậu ấy rất ảm đạm nên cô nghĩ phải luôn bên cạnh bảo vệ Glenn, ca bạn nữ cũng mời họ vào chơi bài. City và Zumi cảm thấy Zia dần hòa hợp với mọi người hơn rồi. Bên dưới đám danh này cũng bị Glen hạ gục cho tơi tả rồi Glen ra bãi biển định nhậu chay thì thấy Zia City và Zumi ra ngắm cảnh. Họ rất vui vì Zia không chán cảnh này và có thể hiểu cô được hơn. Zia tuy không hiểu bạn bè lắm nhưng cô vẫn không ghét nó. Còn Glen thì đang phải phỡn nhậu mà còn được ngắm gái. Tối đến Zia chưa ngủ mà ra muốn gặp Glen. Cô hỏi sao anh lại rời đi. Khi cậu không có ở đó làm Zia không biết mình sống về điều gì. Anh cũng khuyên cô rũ bỏ pháp sư hoàng gia và vào nhập học. Ở đây với bạn bè đi nhưng cô nói cô sống là vì Glen rồi Zia tức giận do City và Zumi đã cướp cậu khỏi tay cô. Cô cực ghét mọi người và Zia chạy đi để làm Glenn thẫn thờ. Chuyển cảnh hai tên này đang bàn về việc chuẩn bị cho khuy ích đại nhân rồi và đó là điều cả hai người họ tìm kiếm. Nụ cười của ả à này dần mất nhân tính đi hẳn anh em ạ. À. Trong chuyến giã ngoại cả lớp đang thở như, à thôi để đi đến viện nghiên cứu. City bảo với Zia rằng sáng không thấy cô nên đã hoảng lắm đó dặn cô không được đi lung tung nếu. Không sẽ ngốc như ông thầy Glenn đấy nghe tên Glenn làm Zio đi không vững mà trượt chân té rồi thái độ ghét Zumi và City khiến cả lớp thấy hơi rén con nhỏ sáng nắng chiều mưa mà cái tánh bùng binh, Gio giận dữ quát ghét mọi người rồi đi về phía trước. City và Zumi cảm thấy buồn bã vì Gio ghét ở bên cạnh họ nhưng Glenn bảo do hôm qua có lỡ lời làm cô ấy buồn. Đến nơi mọi người đã gặp ông viện trưởng nghiên cứu giả Kim này tên buôn người hợp tác cho chuyến dã ngoại này. Ai cũng vui đùa tận hưởng chỉ có Gio là buồn thủi một mình như cây cột đình theo lời viện trưởng nói thì bạch kim thuật là lĩnh vực kết hợp giữa giả kim thuật và bạch thuật lĩnh vực tập trung chủ yếu vào sinh mệnh vì vậy phải đặt ở một nơi luôn tràn ngập mana thuần khiết khu này nghiên cứu cách kết hợp nhiều loại động vật nhìn thấy điều này khiến city định theo ngành ma thuật khảo cổ học cũng hơi lưỡng lự quả thật cứ lấn sâu vào lĩnh vực này ta có thể trở thành pháp sư tà đạo nhưng city nói ở đây sẽ không nghiên cứu mấy cái hồi sinh người chết vì trước đây đã từng phát động một vài dự án chưa nói xong thì có một ông thầy đến khen hai người mới là học sinh mà dành giữ hen City bảo trên lý thuyết thì không thể nghiên cứu việc hồi sinh người chết đúng không thì thầy nói hiện tại vẫn chưa có ma thuật nào lật đổ được lý thuyết ấy, mà dự án nó chính là kết hợp nhiều bản sao để tạo ra người mô phỏng không hẳn gọi là hồi sinh chỉ đơn thuần tạo ra bản copy kém chất lượng thôi. Glenn nói dự án đó đã bị bỏ đi từ lâu, rồi vì phải nhiều người chết để hồi sinh một người, nhưng ông thầy nói có tin đồn rằng lũ nghiên cứu viên của Tenno CHE đã lấy cắp và thực hiện thành công dự án đó. City tò mò hỏi ngoài ba yếu tố thầy đã nhắc thì còn cách nào để thực hiện dự án đó thành công không thì ông thầy nói chỉ nghĩ đến ma thuật. Nguyên bản mà thôi, chiều đến khi City rủ Jumi đi ăn ở một nhà hàng trên đảo nhưng Jumi chỉ đứng nhìn Zia đang thẫn thờ ngắm trời như mới bị bổ đá. Thấy vậy nên City đến rủ cô cùng ăn nhưng Zia lại từ chối phũ phàng. Glen cũng đến nói cô bớt hờn rỗi dùng cái thì cô quẹt tay anh rồi bay chạy đi luôn, bất giác cô chạy ra bờ biển rồi nước mắt lưng. Trong, Len nói tuy cô ấy có vẻ cùng tuổi với các em nhưng trái tim thì yếu đuối như con nít vậy nên đừng để bụng con bé nhé. Thấy thế nên Zumi và City ói không sao cả và muốn đi tìm Gia tâm sự mà bị ông thầy này cướp mất quyền luôn dù sao thì anh cũng là giáo viên nên phải làm cho ra thầy giáo chứ. Đang ngồi khóc thì bỗng ông anh quá cố của Gia xuất hiện trước mặt. Còn bên Aber cũng đã nhận ra đám nghiên cứu Tenor CHIE bắt đầu hành động nhưng lại bất cẩn bị dính bẫy của bà già Aleno. Anh muốn loại bỏ ả à đàn bà này ra khỏi bàn cờ trước khi ả à làm hại công chúa. Nhưng ả ta lại kêu ra một đám xác sống thức dậy để party bằng thịt của A Bơ nhưng muốn sơi anh thì đâu có dễ. A Bơ tạo ra ma pháp giết chết đám xác sống cho hồn siêu phách lung tung beng luôn. Nghĩ sẽ dễ hạ anh bằng cận chiến vì anh đây là dân bắn tỉa à cưng, còn ả nhìn như biến thái này đang dùng giọng thảo mai con Hai để mỹ nhân kế A Bơ, ả ta muốn phát điên vì anh, phải là tôi thì tôi đã bay vào cho mấy nhát rồi anh em ạ. À. Ả à này ở một cấp độ khác với lũ pháp sư tà đạo mà A Bơ diệt trừ nếu có thể bắt ống thì đế quốc sẽ có lợi thế hơn tổ chức của ả. À city hiện giờ rất lo lắng cho zia từ cái lúc ở biển zia đã nói là không ghét bạn bè và city tin rằng đó không phải lời dối trá vậy nên city sẽ đi chuẩn bị đồ ăn trước khi hai người họ quay về bên zia lúc này đang nói chuyện với anh trai mình tưởng như đã chết ba năm trước nhưng anh nói cô đã quên khi tưởng anh đã ngủ nhưng lúc đó anh còn hơi thở khi cô đã trốn thoát được nhưng anh vẫn bị ép làm tay sai cho tổ chức đó muốn cứu anh cô phải úp sò sumi vì tổ chức cần cô ấy cho kế hoạch họ đang thực hiện và tên glen nó cũng là vật cản trở vì thế tổ chức đã cho anh một cơ hội nếu win kế hoạch này thì anh sẽ được tự do. Đang trong lúc thao túng tâm lý Zier thì đột nhiên Glenn lao đến hất anh ta ra vạch trần hắn là nghiên cứu viên của Tennochi. Glenn định kết thúc tên ma danh chuyên. Lừa đảo này bằng lá bài gã khờ của mình nhưng thuật thao tóm tâm lý của hắn mạnh quá làm cho Zier tin sái cổ chỉ vì không muốn bỏ rơi anh trai mình mà đã úp sọt từ đằng sau anh. Có ý định trừ khử anh vì từ giờ cô sẽ sống vì anh trai mình. Bên Aber cũng đang khiêu chiến với ả đàn bà căng cực như ba con mực thì nhìn thấy Glen đang rơi vào nguy hiểm thấy kế hoạch thành công good chót nên ả à đàn bà tham vọng này sủi đi trong màn lửa. khi city mua đồ trở về thì nghe thấy tiếng động đi vào thì thấy sumi đã nằm trong vũng máu bên cạnh ria là thanh kiếm to đùng máu me làm city hoảng vãi trưởng mà chạy vào trách móc nhưng ria lại nói sumi chưa chết mà chỉ đang ngất thôi. khi hỏi glen đâu thì ria dùng ánh mắt lạnh lùng như con thạch sùng nói cô đã giết anh và cô là đồng minh của Tenno chie kẻ thù của mấy người. rồi ria định đưa sumi đi sau khi sốc banh nóc thì city đã ngăn cản ria không được đưa sumi đi nếu không sẽ bắn đùn đùn nhưng Gio lại bảo cô cứ bắn đi cô sẽ không làm gì đâu. City suy nghĩ mãi mà không chịu bắn vì nếu bắn cả Zumi và Gio sẽ chết nên đã để Gio bắt cóc Zumi đi luôn. City khụy xuống hoài nghi về nhân sinh, rồi Aber đẩy cửa vào khinh Glen đầy máu me vô. Thấy máu nhiều quá nên City hoảng loạn, Aber bảo cô đừng hoảng vì Glen cong thở nhưng cậu ta đang nằm kề cánh cửa tử thần rồi Zumi bất lực khóc như con nít vì sắp. Mất cờ rút rồi sao, Bây giờ cả Aber và City phải dùng nghi thức bạch thuật cần nhiều mana nên Aber sẽ dùng thêm của City. Mà lúc này Glenn đã bị ngưng thở chết lâm sàng mạch đập rất yếu nên Aber nhờ City hô hấp nhân tạo cho hắn để anh có. Thời gian làm nghi thức, còn Jumi đang bị giam cập. Jumi hỏi Jia tại sao lại giết Glenn thì cô nói cô cũng không muốn làm như thế vì nếu không làm thế cô không biết sẽ sống vì ai. Lúc trước là vì Glenn đã cứu cô khỏi cái chết, bên Aber cũng đã thực hiện xong nghi thức để cứu Glenn chơi ngu này. Aber khen năng lực của City đáng. Nể nếu không có cô ấy thì không thể cứu Glenn được. Aber cũng nói có thể cho cô ấy vào trận chiến cứu công chúa nhưng Glenn lại không có ý định cho làm điều đó. Khi Aber kể hết việc mọi chuyện do Zier đã làm, Glenn hỏi cậu đã biết lúc Tenochi có âm mưu rồi sao? Vì Aber đã có tin tình báo phát hiện chúng có âm mưu. Đáng ngờ, sau khi điều tra sâu hơn đã biết chúng có quan hệ với tên buôn viện trưởng. Ngay từ đầu Aber đã dùng Jumi làm mồi nhử vì cấp trên đã giao nhiệm vụ. Và thân phận của Zier sẽ được đưa ra ánh sáng. Tuy cấp trên của Aber có hơi khốn nạn khi đưa Jumi làm mồi nhử nhưng Aber cũng khốn y chang. Cậu nói nếu Zia có ý định cản trở thì anh cũng sẽ trừ khử cô ta, nhưng Glenn lại nói trước đó phải giải quyết hiểu lầm với Zia và đưa nhỏ đó về đó. Chính là trách nhiệm của anh khi hai năm trước đa đón nó về, nhưng Aber nói anh trai của Zia đã xuất hiện chắc gì cổ đã nghe lời anh mà Glenn không can tâm. Nói sẽ bắt cô ấy về dù có phải đấm vào đầu nó đi chăng nữa, Aber lại nói tại cậu bỏ đồng đội nên nguyên nhân đó cũng một phần làm Zia phản bội lại đấy thấy vậy, Aber đã đấm Glenn một cái để loại bỏ việc cậu từng bỏ đồng đội đi rồi quăng cây súng cho Glenn nói, anh sẽ ưu tiên việc cứu công chúa nếu tình hình ép anh phải trừ khử Zia thì sẽ bắn thẳng tay. Nói rồi hai người nắm tay nhau bỏ đi trong đêm và bỏ lại City đang ngủ. Vì em là nữ phụ bộ phim con mẹ nó rồi. Bên Zumi đang bị tra tấn bởi tên buôn này sẽ thực hiện dự án hồi sinh. Không chỉ dùng ba yếu tố cần thiết và phải cần thêm một chiêu dụ tên địch và thu hồi khuếch đại nhân. Tên này nói có thể Jumi thấy Tenochi là xấu xa nhưng đối với hắn thì đám hoàng tộc còn xấu xa mà mục nát hơn nữa hắn ta bắt đầu tiếp dự án của mình lên người Jumi làm cô đau muốn khóc thét anh trai của ji đến bên cô hỏi thăm nhưng ji dng run rẩy và lo sợ lúc này đây glen và aber tông cửa xông vào ngầu như trái bầu sau cuộc thi phép thuật tuy đã yểm một ma pháp thể hiện vị trí của Jumi nhưng nó đã bị phá hủy vì thế anh đã yểm một cái nữa lên người ả à đàn bà tham vọng này luôn cho chắc ăn khi thấy glen trên bản đồ hiển thị thì Jumi cũng yên tâm hẳn họ đang đi trên đường thì gặp một cái bẫy thả con sư tử bốn mắt ra nhưng Aber đã tiêu diệt con quái một cách dịu dàng, khiến tên buôn cay như ăn ớt. Bên City cũng đã thay đổi chuẩn bị đi chinh chiến vì đã tốn công huấn luyện đặc biệt của Glenn như thế mà còn không hữu dụng nữa thì thôi, Glenn và A. Bơ cũng đã gặp thêm một con quái xấu xí tưởng rằng con này hơi mập xíu thì hạ được mấy anh đây nhưng Glenn đã cho nó nổ tung về hư vô luôn nhé. City đã thông báo chuyện này cho các bạn học biết và trấn an mọi người rằng thầy Glenn sẽ làm gì đó để cứu bọn họ. Lần này là tên Bun đã ra đón khách sẵn luôn lão ta còn cải tạo cả cơ thể mình. Aber bảo Glenn đi trước việc này để lại cho anh giải quyết. Các bạn của Jumi cũng đang chuẩn bị đi nghênh chiến nhưng bị tên bốn mắt mỏ sách này ngăn cản nói máy bay đa sầu đa cảm quá rồi đấy. Ông thầy đó mà bỏ đi không nói lời nào thì cứ kệ ổng đi. City cũng nói hãy tin Glenn sẽ làm được cô hiểu sự lo lắng của các bạn nhưng nếu đuổi theo Glenn chỉ thêm gánh nặng cho. Người ta thôi bởi vậy hãy tin Glenn và chờ đợi. Benzier đang bị thằng anh phản bội này thao túng tâm lý lần nữa nói rằng hãy giúp ổng tiêu diệt bọn họ. Nói xong, thì Glen đẩy cửa đi vô trách móc dám chói học trò dễ thương của anh mà treo như thế sao có hơi bị bệnh hoạn gớm nhỉ nhưng hắn lại nói đây là khẩu vị của cha Bun mà. Định đến đấm cho hắn bớt sủa nhưng bị Zia ngăn cản lại. Cô nói sẽ chiến đấu vì anh trai mình. Glen đang nói ra sự thực rằng cô đã bị hắn ta bịp rồi. Anh trai cô đã chết từ hai năm trước nhưng Zia lại cố chấp không nghe vì thế đành lao vào bem nhau tới tấp. Glen phải moi súng ra từ trong quần mình nhá vài khác. Rồi Glenn hỏi cô tên thật của anh trai mình là gì nhưng cô lại cứ bị nghẹn họng mà không thể nói ra cái tên. Đó rồi đau đầu gục xuống thấy thời tới nên Glenn vứt cây súng trúng đầu Zia rồi đè cô xuống rồi phong ấn được Zia và lấy súng bắn bộ điều khiển thả Zumi ra. Lao vào đấm thằng khứa giả danh này nói có thể ra vẻ là anh trai Zia nhưng khi hắn gọi cô là gì? Ơ ờ thì biết ngay hàng pha kè rồi cô ạ. À. Trong lúc mơ hồ thì Zia đã nhớ ra tên anh trai mình là Sion. Được biết hai năm trước Sion đã phản bội tổ chức và báo cho đội phá sư hoàng gia để tấn công viện nghiên cứu của họ và người liên lạc với Xi. Si. On là Glenn cầu xin anh cứu Janner Ilusia e. sau đó họ đã mất liên lạc khi tấn công vào viện thì khi đó Sion đã chết và Ilusia e. bị thương nặng và. Cô gái kế thừa gen bản sao của cô ấy tức là người nắm giữ ký ức cô ấy trước khi chết là Zier, tên này cứ ngỡ đã chỉnh sửa ký ức của Zier trước. Khi ra khỏi viện rồi mắng cô giác vẫn là giác thôi nghe thế nên Glenn dùng ma thuật định giết hắn nhưng hắn lại có mấy bé bản sao để làm khiên. Hắn nói mấy bé này là hoàn mỹ vì hắn đã loại bỏ cảm xúc ra khỏi chúng rồi. Một con búp bê sắp đến chém Gia nhưng bị Glen cản lạ đấm nó dính vách. Cô hỏi sao anh lại cứu cô bây giờ cô chả có gì và bản thân chỉ là con búp bê nhưng Glen nói búp bê. Gì mà biết làm cái mặt buồn thúi ruột như thế và các bạn trong lớp không hề xem cô như thế. Gia bất lực nói cô đã làm chuyện tồi tệ với mọi người mà Glen bảo thế thì tí nhớ. Xin lỗi tụi nó hộ cái bỗng con búp bê ấy đã chém chân của Glen khiến anh khụy gối vì bây giờ Zier sẽ không sống vì mấy đứa đó nữa nên vung kiếm xử tử mấy đứa copy mình luôn. Glenn đã phong ấn ma thuật của hắn và chỉa súng vào đầu anh ta, khiến ông anh phản diện này muốn ẻ ra quần nhưng đó chỉ là Glenn đùa hắn thôi mà chỉ đập cho gãy sống mũi xem thử là có đi sửa mũi không ấy mà, Aber cũng đã hạ. Được tên có khẩu vị biến thái này thành công, khi tất cả trở về City ôm Zier khóc miếu máu, và rồi cuộc sống vui vẻ của họ đã quay trở lại. Đây chính là khung cảnh mà Glenn muốn bảo vệ bây giờ hai ông khứa này đang ngắm đồ bơi bơi xem bóng chuyền mà chắc không phân biệt đâu là trái bóng với trái bưởi nữa quá anh em ạ à. bỗng dừng trái bóng bay tới chỗ glen và city chạy đến xin trái bóng lại Aber bảo glen rằng cô rất giống với sa Gia nhỉ bên con ả à đàn bà tham vọng này nói với người bí ẩn về sức mạnh dần hoàn thiện của Jumi và sẽ xử đẹp mấy đứa trong tổ chức có ý định khác chuyển cảnh là bàn ăn gia đình của nhà city thấy bố mẹ mình hỏi con bé dồn dập thế nên city bỏ cô bé rất nhút nhát mẹ city hỏi gì? Ơ có thích thầy Glen không vì Jumi và City cứ hay nói về ông thầy mãi mà cô thì yêu vừa lờ ấy mà. Tôi đến sau khi ăn cơm xong ơ cùng xin lỗi cả hai người vì chuyện dạo gần đây, sáng hôm sau đang bừng. Sách thì Celica đến lụng hộ City cuốn sách và khen cô hãy cố lên để đạt được mong ước ông mình. Sau đó Celica đi vào nơi bí mật của mình, khi đang dọn sách trong thư viện thì bắt gặp ông thầy ngốc chơi giỏi thì ít mà chơi ngu thì nhiều. Anh tới là để cảm ơn vụ lần trước cô đã cứu anh nhưng khi nói đến đó làm City nhớ đến dụ hô hấp làm cái mặt cô đỏ như đít khỉ thấy City ôm mặt Zier tưởng Glenn làm cô khóc rồi định cho cậu một trận rồi triệu hồi thanh kiếm đáng sợ. Làm Glenn chạy mất dép văng ra đường lộ xém tí thì đi lãnh cơm hộp thật may là có người lạ dùng ma pháp cứu. Tên này à leo được mời đến làm trợ giảng và cũng là vị hôn thê của City. Lần này là có hẳn ba cặp mắt hú hồn chim én hỏn lọn luôn, thấy người ta ân ai ngại ngùng. Thì Glenn đi đến khuyên leo rằng nếu đi cặp với nhỏ này khác gì tự đào mồ chôn mình đâu ha. Khi nghe City gọi là Glenn thì leo thấy quen vì ở học viện phép thuật. Le nơi Leo dạy rằng ông thầy Glenn này rất nổi tiếng gọi anh là giáo viên hàng hiếm có, được biết Leo là ứng cử viên trưởng hội đồng tiếp theo. Cậu ta rất nổi tiếng ở Hội Liên hiệp Ma thuật Đế quốc, Celica hơi nghi ngờ sao lại có thể gửi một người cỡ như hắn đến đây chỉ vì một giáo viên nghỉ bệnh dài hạn chứ. Ngoài, này thì tên Leo đây đang nhiệt liệt tỏ tình bà City bằng cả trái tim mình khiến ai cũng trầm trồ mà City thì mắc cỡ quá hai ơi, còn ông thầy Glenn thì cứ đứng đẳng sao mà cỗ vũ không ngờ có một người sở thích kỳ quặc mà đòi bắt cặp với cô em đây nếu thuyền này êm thì anh đây sẵn sàng đọc diễn văn ở lễ cưới nhưng chưa nói xong đã bị xít ti thổi bay con mẹ luôn rồi nên anh liên tục ăn hành thay cơm trong tiết trợ giảng của leo ai cũng phấn khởi vì giảng quá hay tới glen cũng mở mồm nói hoàn hảo qua có thể giúp học sinh hiểu tận tường lý thuyết mà ngay cả pháp sư đế quốc còn không hiểu nổi cơ mà còn hơi quá sớm để tụi nó học về cái đó vì học sinh nhạy bén có thể nhận ra cách sử dụng đó có thể giết người nói rồi glen khen city có đối tượng tốt đấy định rời đi thì leo đi đến xin ý kiến thẳng thắn của city thì cô khen đại câu nói tuyệt đấy vì cô nổi tiếng là làm giáo viên khóc nên thanh niên nãy nghĩ mình đã qua ải đầu tiên để trở thành chồng cô nói rồi anh rủ city đi dạo với mình cho vui rẻ anh hỏi cô có nhớ lại lúc xưa khi hai đứa đi dạo thế này không leo nói lúc đó anh tin mối quan hệ của họ sẽ bền vững mãi mà người ta đang hẹn hò mà ba khứa này ngồi đây ngó trộm người ta thấy kia Mới đi dạo có vài vòng mà ông anh này đi cầu hôn con gái người ta luôn anh em ạ, à đúng là kiểu tổng tài bá đạo luôn anh em. Phải tôi là tôi đồng ý ngay. Glen hào hứng khi thấy họ cầu hôn nhưng Zumi thì cảm thấy không vui và có một linh cảm xấu. Cuối cùng City vẫn từ chối lời cầu hôn vì cô đã hứa với ông sẽ giải mã bí ẩn của Thiên Thành nên muốn tập trung vào học mà tên này cứ luyên thuyên giải thích không muốn cô tự lãng phí tuổi thanh xuân của mình rồi ép nhỏ gả cho hắn giết. Thấy vậy nên Glen từ đâu bay ra sủa cho City đừng có nghe theo hắn hãy tự làm nhân vật chính cho cuộc sống của mình sẵn được voi đòi hai bà Trưng City nói thẳng tỏ tình với Glenn rằng bọn họ là cặp đôi có hẹn ước với nhau rồi khiến đứa nào đứa nấy đều ngơ ngác muốn bật ngửa rồi. Glenn tinh ý nhận ra nên đẩy buồn với City luôn, tự nhiên còn sủa thêm vài câu rằng đêm qua City đã ngủ chung giường với anh rồi thì bị bà đánh bay lên trời phát nữa. Cô phản bác nói làm gì có người ta chỉ mới có hôn. Thấy đi càng lúc càng xa rồi bà chị ơi, Glenn đáp cánh nói City là cô dâu của anh và cô ấy chọn tôi rồi nên tôi hỏng biết gì hết nha và thế là hai ông chú lao vào thách đấu nhau để giành bé mèo trắng, thế là cuộc chiến tay ba đã diễn ra từ đây. Glen nói nếu lấy được City thì sướng mấy đời khỏi cần đi làm chỉ cần ở nhà ôm mỏ vàng là ô sờ kê con dê. Rồi lại một lần được chấp cánh bay lên trời, vì để được tiến tới với City nên ông thầy này lôi hết anh em vô luôn chắc sợ cha đó thi thố bằng kỹ năng. Của giảng viên ma thuật, vậy mà tên bốn mắt này nói chả phải là thua rồi hay sao cái lớp này yếu thấy mà thương cảm luôn mà, Glen nói sau khi cưới được mỏ. Vàng thì anh sẽ không quên mấy đứa đâu, Tối hôm đó Aber chửi Glen là tên cận bã lại chơi ngu lao đầu vào người không yêu à nhưng Glen không quan tâm, Aber được tin bụi. Thiên thần đã được buôn lậu vào thành phố này nhưng Glen hoang mang vì phương pháp chế thuốc đó đã bị hủy trong sự việc năm ngoái rồi cơ mà. Người bị nhiễm có thể bị suy đồi không thể kiểm soát vì thế Aber đến đây để cản Glen xen vào và họ nghi ngờ xa ra chết vì. Điều này, khi đi dạo đêm thì Glen nhớ về lúc trước xa ra còn, cô và anh đã thả thính cho nhau và anh hứa sẽ bảo vệ cô. Trong xe ngựa tên Leo cùng người bí ẩn đã thực sự tiên tri rằng Glen sẽ thách đấu với hắn trong rất kịch tính. Hôm nay sẽ là trận đấu giữa các nhóm pháp sư với nhau, học sinh sẽ hành quân theo chỉ thị của giáo viên chủ nhiệm. Ma thuật thường sẽ được coi như ma thuật quân sự nên ai bị xem là chết thì sẽ bị over game và trận đấu sẽ kéo dài trong 3 giờ. Nếu chiếm căn cứ địch hoặc hạ được chỉ huy đội địch thì sẽ win. Và tên Heli này bảo Leo nhớ cho tên này mở rộng tầm mắt nhé, nhưng ai mở mắt ai thì chưa biết đâu nhé. Rồi tên leo này đi đến nắm tay dịu dàng nói với City khiến cả đám nữ sinh nháo nhào vì ganh tị vừa lở. Còn Glenn thì bảo đám học sinh của mình cố gắng để anh có thể cưới được mỏ tiền này. City nghĩ ra cảnh tượng Glenn đấm một cú rồi lấy hột xoàn ra cầu hôn mình rồi tự nhiên đỏ mặt còn giận dữ nên Zia sợ cô bị bệnh gì đó cần phải đến bệnh viện. Mà Jumi thì nói căn bệnh này không phải bác sĩ có thể chữa đâu à, trận đấu giữa hai lớp cũng được bắt đầu. Leo lập tức triển khai đội hình cơ bản trong ma thuật để tấn công, các giáo viên khác nghĩ trận này Leo sẽ chiến thắng vì anh ta là một nhà nghiên cứu ma thuật quân sự. Hàng đầu đã thấy lớp anh chỉ huy còn vượt trội hơn lớp hạng bét của Glenn. Tuy nhiên Glenn đã biết trước chuyện này nên đã huấn luyện đội hình cơ bản để chống trả lại lớp của Leo. Mặc dù hành động này sẽ làm báng bổ lịch sử lâu đời của học viện nhưng Glenn là loại người sẽ làm tất cả để chiến thắng. Ngoài ra chỉ cần một mình Lolly Conzier này có thể đánh bại một tổ bằng chiêu mê hoặc rồi bởi vậy đừng có nhờn với Lolly. Leo ngay lập tức triển khai đội hình vào khu vực rừng để lợi dụng địa hình nhưng Glenn đã có mặt ở đó để khiêu khích tụi nó đuổi theo. Thế là ba tổ đội nhỏ đuổi theo bị dính bẫy mà Glenn đã đặt từ trước. City cũng không ngờ ông thầy của mình lại dùng mấy trò bẩn dơ này để giành chiến thắng cho bằng được. Và thời gian chiến đấu của cả hai đã kết thúc vì hai bên vẫn chưa chiếm được căn cứ và hạ được chỉ huy địch nên hai đội hòa nhau. Mà Leo vẫn chưa muốn dừng trận đấu đi đến quăng găng tay vào mặt Glenn để thách đấu solo anh ta nói sẽ làm mọi thứ để City từ bỏ ngành khảo cổ học và trở thành cô dâu của mình mà cũng ok thôi vì Men chính vẫn chưa muốn từ bỏ việc kết hôn với cái mỏ vàng đâu. City đi đến ngăn họ lại vì cô không muốn trở thành món đồ mà vẫn bị Glen bỏ ngoài tai. Đã thế còn nói nhiều câu rất chi là mất nét nên City lại tán bay cái nét ổng luôn. Leo nghĩ rằng cậu sẽ thắng được Glenn vào trận solo ngày mai. Một khi cưới được City thì gia tộc cậu sẽ có vị thế cao hơn và ghế trưởng gia tộc kế tiếp cũng được củng cố. Tôi đến Glenn đang thơ thần nghĩ về xa ra mối tình đầu thì City từ đâu xuất đầu lộ diện. Không ngờ cô cũng đã nghe thấy và muốn Glenn nói lý do mà cậu chấp nhận thách đấu với cái tên đầu như trái chuối kia. Anh nói bởi vì cô rất giống như một cô gái tên là Saza. Từ lâu trước đây có một thằng ngốc đam mê làm pháp sư chính nghĩa và học hành rất chăm chỉ sau đó hắn đã trở thành pháp sư của quân đội đế quốc. Tuy nhiên thằng ngốc đó đã tỉnh mộng và nhìn thấy được thực tại đẫm máu để rồi để lại căm ghét thứ ma thuật mà mình từng yêu quý. Dù vậy vẫn không từ bỏ ước mơ và đằng sau luôn có một người bạn luôn ủng hộ ước mơ của mình. Mà trong một lần làm nhiệm vụ hắn đã không bảo vệ được để cô ấy chết. Vì thế nó từ bỏ làm pháp sư và đi ăn bám nhà sư phụ rồi thất con mẹ nó nghiệp luôn. Vậy nên cậu muốn City đi theo đuổi ước mơ để bản thân có thể trục lỗi một phần nào với xa ra nhưng lý do khiến của ức chế vừa lờ khi thấy hắn nhạo báng giấc mơ của City. Trước khi nhận ra thì cậu đã ném găng tay về hắn rồi câu nói của cậu làm cô rất vui và hứa sẽ cố gắng hơn trong tương lai. Lúc này Leo xuất hiện và bảo cậu là một thằng hèn hạ. Rồi sủa tràn nhiều câu thấy ghét nói glen là có tư cách dạy học trò cái gì khi bàn tay mình dính máu vì công việc của hắn là nghiên cứu ma thuật quân sự nên đã biết những công việc lúc trước glen đã từng làm glen dọa hắn câm mùng nếu không thì trận đấu ngày mai sẽ thực hiện ngay bây giờ cậu liền dùng lá bài gã khờ để tấn công tuy nhiên tên này lại có học võ thuật của quân đội đế quốc đã thế hắn còn triệu hồi vũ khí giả kim thuật để chiến đấu với glen do đây không phải là ma thuật nên glen không thể vô hiệu hóa được nó và bị gục nằm dưới tay hắn hắn nói hy vọng ngày mai cậu sẽ đánh tốt hơn lúc này city định đuổi hắn đi thì tên đầu quả chuối này lộ bản chất thật đe dọa cô nếu không muốn lộ thân phận của hai đứa bạn mình Jumi và Zia, Sáng hôm sau không còn thấy Glen xuất hiện tại trận đấu và không bao giờ quay lại học viện nữa. cả lớp đã biết tin City đồng ý lời cầu hôn của tên leo đó và lễ cưới tổ chức vào tuần sau. Tên mắt kính này cũng cảm thấy thất vọng vì ở trận đấu đó mà Glen đã biến mất tăm. Thấy City đến mọi người lao vào hỏi cô rằng còn ước mơ khảo cổ học của mình thì sao nhưng vì City đang bị đe dọa nên chỉ trả lời qua loa rồi tên leo đã đưa cô đi chỗ khác. Lúc này Jia cảm nhận được tên tóc vàng khè đó là địch định xông lên chém chớt hắn nhưng bị Zumi giữ lại. Zumi tin rằng Glen sẽ quay trở lại làm gì đó thôi. Lúc City trở về đêm đó Zumi cố gặng hỏi nhưng cô chỉ trả lời sẽ gả cho Leo. Sau đó cô chạy đến kiếm Glen để kể mọi chuyện thì anh ta xoa đầu bảo để cho thầy xử lý và bảo Jia qua ở với Zumi. Hôm diễn ra lễ cưới Zumi và Jia cảm thấy City trong bộ váy bồng bềnh đó rất đẹp. Và Gia cũng muốn mặc thử dù nó có hơi khó chiến đấu nhưng City nắm tay hai người bảo chắc chắn một ngày nào đó hai người sẽ được mặc thôi. Rồi đánh chống lảng nói lễ cưới sắp bắt đầu, kêu hai người họ ra ngoài ngồi còn cô tự nhốt mình trong phòng ủ rủ. Lễ cưới diễn ra mà bên chỗ nhà trai của chú rể chả có lấy một người. Trong lúc môi sắp kề môi thì ông khứa Glenn xuất hiện định cướp dâu ha sau đó. Rồi nói sẽ không giao bé mèo trắng cho hạng người như trái chuối vàng khẻ như hắn ta. Nói rồi tung quả mù cướp dâu đi trước sự ngỡ ngàng vui sướng của đám học trò và sự lặng thinh của tên phản diện này. City trách móc tại anh mà cô phải lấy hắn và hỏi cậu đã ở đâu mấy nay. Sau khi nghe Zumi kể sự tình thì anh đã lên kế hoạch để giành lại City và nghiệm được rằng nếu không chiến đấu nghiêm túc người thua sẽ là anh và dành thời gian để mua các vật liệu để chế tạo ra một món đồ chơi. Bây giờ chỉ cần dụ hắn ra chỗ cậu có lợi thế thì việc win là easy game. Mặc dù đã suy nghĩ nát óc nhưng Glenn vẫn không biết mục đích của hắn là gì. Cái có khả năng nhất là hắn ta đã yêu City điên cuồng tới mức có thể dùng mấy cách liều lĩnh đó. Nhưng đêm đó City đã nhận ra Leo không hề yêu cô một chút nào vì ánh mắt của tên đó rất lạnh lùng sắc khí như đã biến thành người khác vậy. Bỗng lũ chơi đá phê lòi giai đoạn cuối xuất hiện đằng sau họ. City sốc vì chưa bao giờ thấy được ánh mắt sắc khí của glen giờ bọn chúng chỉ là một con búp bê đã chết chỉ nghe theo lệnh chủ nhân mà thôi. Cậu liền bảo City rời khỏi nơi này để cậu có thể chiến đấu bung xóa thoải mái. Lần này City còn sụp dai toàn tập vì thấy anh giết chúng không chút chần chừ có lẽ hắn muốn nhắm vào City và tương tự như tình cảnh năm đó. Sau khi nhớ lại chuyện đó thì glen đã nhận ra kẻ cầm đầu hạt bụi thiên thần. Sau khi thấy Glen giết hết bọn họ không chút thương tiếc thì đã làm cho City sợ hãi và không muốn anh chạm vào mình, đúng lúc đó tên Leo đã đuổi kịp hắn xuất hiện trên đầu bọn họ. Chơi gì mà đứng trên đầu trên cổ người ta mới vừa lòng. Glen nhận ra hắn không phải là Leo thật sự mà là cựu đao phủ số 11 của lực lượng đặc biệt pháp sư hoàng gia. Còn Leo thì đã bị hắn cho nhai thuốc dễ sai khiến và giờ thì đi lãnh cơm hộp luôn rồi. Glen bảo City rời khỏi đây ngay lập tức, vì nơi này không còn là thế giới hòa bình mà cô từng biết nữa rồi. Glen nhận ra Lofa lợi dụng mọi thứ chỉ để đánh với cậu một trận thôi vì nếu đánh bại được cậu hắn có thể sử dụng được sức mạnh để thực thi công lý của riêng mình trận đấu bắt đầu và lợi thế đang thuộc về bên phía Lofan hắn ta định tung đòn quyết định thì có một ma thuật bay đến phá hủy thuật giả kim của hắn đó là City cô biết rằng thế giới này không thuộc về mình nên cô chỉ đến đây đón giáo viên của mình về thôi Glen từng bảo rằng để bảo vệ Jumi cô ấy cần phải có sức mạnh Jumi là một người bạn không thể thay thế và Glen cũng như vậy Lofan không ngờ City lại có ngoại hình và tính cách không hề khác gì xa Ra có vẻ lâu ngày bị lục nghề một chút nên glen và city sẽ phối hợp với nhau vì hai đánh một không trọt cũng quẻ mà city dùng ma thuật phá hủy thuật giả kim của hắn đồng thời bảo kê đường đi của glen để anh có thể tiếp cận hắn ta liền triệu hồi ma thuật giả kim mạnh nhất của mình rồi làm bộ mặt láo tuét tự mãn nhưng trong lúc triệu hồi thì bị city dùng ma thuật mạnh khác để phá hủy nhân lúc hắn chưa định hình được thì glen lao đến cho một đấm thẳng vào mặt chắc ngầm kiêm tra xem độ đàn hồi của cơ mặt ấy mà hôm nay cậu giành được chiến thắng đều có công city hỗ trợ và để tán thưởng cho sự nỗ lực đó Lofa tạm thời nhận thua và rút lui hẹn ngày tái ngộ cùng Glen sau này. Mọi người cũng đến để cứu viện hai người, trong lúc nhậu với anh em thì Glen vẫn băn khoăn câu nói của Lofan, rằng sức mạnh có thể thống trị chân lý thế giới này có vẻ hắn muốn lấy được thứ đó. Hôm sau trong học viện Glen đã đứng ra chào hỏi với thầy Helinay trời đẹp giữ hén đúng là hai tên như chó. Với Mèo và Glen gặp Celica khi biết cô đang nghĩ đến việc khảo sát toàn bộ mê cung dưới lòng đất vì có cảm giác thứ gì dưới đó rồi ung dung bước vào lớp để dạy học với tư cách là một giáo viên cái gì cũng giỏi mà giỏi nhất là chơi ngu. Bộ anime đến đây là hết. Nếu thấy hay hãy cho chúng mình một like và sụp dai ủng hộ kênh mình để có thể ra thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Nếu các bạn thích mình gì view anime nào thì comment bên dưới nhóe mãi yêu.